Tôi vào mở đấy, mình để đây Hải Phòng Vlog đây. Đây rồi. Đây, vì nếu mà vlog thì cũng chỉ có tí gọi là ảnh với cả video tôi quay thôi. Đây. Đây là nhà tuổi thơ tôi này. Nhà 2 tầng, đây là tầng 2. Đây là phòng phòng tôi này, phòng tôi hồi nhỏ đây. Các bạn sẽ nghĩ, ui sao anh bảo nhà anh nghèo phòng anh rộng thế? Một cái phòng này là bốn anh em tôi ở. Một cái phòng này là bốn anh chị em tôi ở các bạn. Đúng cái căn này thôi. Đây nha, tôi để miêu tả các bạn, cái giường này là hồi đấy là bốn đứa nằm trên giường như này. Bàn học này là của hai đứa nhỏ, còn tôi ngồi học ở đâu? Từ tôi ngồi học ở đây, chỗ học tôi học đây, đây mẹ những đứa lớn ấy thì học ở đây, đéo có ghế luôn, ngồi trên giường đây, chỗ bàn học đây, bàn học là cái tường thừa ra đây đấy, giá sách các kiểu đây đấy. Ui trời ơi, khổ đéo chịu được đấy, tuổi thơ đây các bạn, nhà tuổi thơ đây các bạn. Được, mở đây nhạc repeat cái còn gì nhỉ, đây rồi các bạn nhớ ảnh tôi đang home tech trên group đây đây. Đây ở dưới nhà đây, vợ tôi đang ngồi thu chân đây này. Đấy. Còn tôi đây, chân tôi ngồi bên bên này. Đấy. Đấy, nhà hẹp đến cái mức mà bếp đây nhá, bếp bếp chật quá. Không để được tủ lạnh, phải để lên tầng tầng 2 cho anh em tuổi đây, cái tủ lạnh ngay cạnh cái tủ đây, mẹ cái tủ lạnh. Thế, hồi đấy được cái rất hay đấy là gì? Đấy là đi ngủ cái ngay gần tủ lạnh. Đói cái ra luôn, sướng đéo chịu được. Đấy. Là bọn giàu mẹ nghèo chết cụ thì đấy, nhà có đúng 2 tầng ấy thôi, như thế thôi đấy, đơn giản đây. Toilet đây, đây các bạn hiểu không, đây là tôi chụp lúc tôi hơi bẩn một tí nhá, đầu đầu năm mồm mình hơi bẩn đây, tôi chụp khi tôi đang ngồi bài tiết đấy, để nó cộng ngôn từ nó đầu năm nó đỡ bị thô. Tôi chụp ảnh này khi tôi đang ngồi bài tiết đây, mắt tôi đây, tường đây đấy, tưởng tượng chưa. Nói chung là khi mà bạn đi toilet ấy là mặt bạn cách tường tầm khoảng 20 cm, đâu không, khoảng 10 cm, chật đéo chịu được, thề ngồi ý, nhưng mà cứ kiểu khum núm ấy. Úi dồi ôi, chết đéo sống rồi nhà các bạn nè, nhà đấy, nhà hồi xưa đấy. Em trai anh lớp mấy, em trai tôi bây giờ là sinh viên năm 3 các bạn, năm sau năm 4 sắp tốt nghiệp rồi. Đây là chó nhà tôi, tết này buồn và các bạn, tết này chó nhà tôi đẻ con, nó mang con beo, nó mang bầu xong rồi nó đẻ, nhưng nó đẻ mang thai 3 đứa nhưng mà chết mất 2, có đúng một con này sống thôi. Hơi buồn một tí, Tết này nếu mà Tết này sẽ cực kỳ trọn vẹn nếu mà nó đẻ con mà đẻ cả 3 đứa mà lành lặn, nhưng mà không, chết mất 2 các bạn, buồn vậy. Đấy, con duy nhất còn sống đây. Khổ. Chó đấy, cái loại chó Pomeranian nó khó đẻ các bạn, nên là nó thật ra cái đấy là nó đã lường trước được rồi nhưng mà vẫn buồn. Chết mất đôi. Đấy, hơi cái này cái hơi buồn một tí, Tết này hơi mất mát một tí nhưng mà cũng vui, cũng cũng nhưng mà cũng có nhiều cái khác nó cũng bù lại đâu. Em còn tháng tứ sao anh không ở mấy nhà, anh ở nhà này làm gì á em ơi? Nhà anh có truyền thống ấy là Tết phải ăn ở nhà này, bởi bởi vì sao, tí cho biết, cho tí cho biết lý do sao. Còn lý do khác là mấy nhà khác ở Hải Phòng năm nay là do dịch bệnh cho nên là nhà tôi cho mượn cho mấy cho người khác mượn mấy nhà khác để cách ly F1 kiểu F0, họ đi làm xa nhà, họ không có nhà ấy, không họ không được ở trọ các kiểu ấy, thì họ sẽ thì tôi cho người ta mượn nhà để họ ở đấy họ cách ly buổi Tết đấy. Thì đấy là lý do chính. Còn lý do khác ấy là gì, là nhà này ấy tiện lợi một cái là gì, Hải Phòng ấy nó có truyền thống là cứ đến đêm giao thừa ấy là đi ăn, là sẽ đi ăn giao thừa ở đâu nhỉ, ở nhà hát lớn với cả hoặc là ở vườn hoa trung tâm, mà nhà này ấy bước ra cửa đi đúng 3 bước chân thôi. Tắt nhạc cái, tắt nhạc cái, tắt con mẹ nhạc đi cái. Em anh học trường nào ấy? Em tôi học ở bên Học viện Tài chính. Công nhận mình dở hơi thật, đêm 30 Hải Phòng trà pháo hoa pháo viết thì vẫn đi quay vlog. Mẹ mày, tôi ơi tôi ngu vậy là gì? Đấy nhá. Các bạn hỏi thì đây đang trên đường ra nhà hát lớn trung tâm Hải Phòng để quay quay vlog Tết chiếu chiếc livestream đây. Cái nhà này đi đúng 3 bước chân. Đúng đi đúng ra cửa nhá, rẽ trái. Đi tầm khoảng 20 mét ra mẹ nhạc lớn luôn, tiện vãi đái các bạn. Holy moly. Tại sao thế ạ? Tiện thì cho biết lý do sao nhé. Tôi thay đôi giày thôi. Thế cái phong cách ăn mặc của tôi đúng là đéo lẫn ở đâu được. Các bạn đi ở Hà Nội mà thấy thằng nào như tôi là bạn thấy nhìn nó ra ngay. Mẹ mày thề, lười đi giày là cái thứ nhất. Nhìn không? Đi tất trời lạnh vãi đái ra nhưng mà đi tất nhưng không đi giày.
Tôi không thích đi giày tí nào các bạn, vì tôi đi giày nó bó chân. Không phải bị tôi không phải do tôi bị thối chân hay như nào cả, nhưng mà tôi không thích đi giày vì nó bị bó. Tôi là người thích tự do, phải không? Mẹ đi mang tiếng đi bộ nhưng sao? Con đóng quả. Đi giày, đi tất nhưng mà không đi giày. Bây giờ cái đau chân quá, không Đi đi mỗi được. cái dép lê, đi đi tất với dép lê. Vãi cả đái, chết mẹ mất tôi cả. Sửa nhà rộng sửa tôi ở nhà Tết ấy, cái nhà đấy chỉ Tết mới về thôi. Các bạn thấy cho bạn xem này, cho tôi thì đây. Tại sao cái nhà đấy không chỉ không ở mấy dịp khác, cái nhà đấy không ai ở lâu lắm rồi. Cho nên là khi về dọn về ở ấy, đây, chân tôi đây. Ui đây chân tôi chưa gồng lên nhé, đây là chưa hề gồng cơ lên nhá mà trông nhìn không? Ui đồ vãi lộp, đây là chưa gồng cơ lên nhá. Gồng lên nhá thì nó khác đéo thì mẹ mình. Anh CR7 đâu? Đấy. Nhưng mà nhìn này, nhìn cái vết, để cái vết này này. Đấy, tôi ở nhà đấy đúng đúng hình tôi Tết tôi ở nhà đấy 14 ngày, 14 ngày. Chân tôi đây bị con gì cắn ở trên giường nên lâu không ở đây, đấy các bạn. Đấy, nhìn đấy. Ui dồi ôi. Nó có lý do mà không sửa nhà các bạn, nhà ít ít khi ở lắm. Tết này là do bắt buộc phải ở, mới phải ở thôi. Thợ lắm lông, mẹ chân người đàn ông thế, đang lắm lông. Đang đi ra nhạc lương đây. Rồi, đoạn này chắc hết rồi nhá, nhỉ, hết rồi. Rồi, chờ tí, đỡ 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 lộ mấy thứ nhạy cảm. Đấy, đấy, đấy. Đây. Đây, ra nhạc lương này. Ôi, mang Đấy. tiếng dịch bệnh đông chưa? Tại sao cái nhà cái tiện? Tết nhất ấy là cái dịp kiếm tiền các bạn. Gửi xe ở nhà hát lớn như này nhá, một xe phải rơi vào tầm 150, 200. Mà đi ô tô như thời của tôi ấy, ở hồi còn Hải Phòng ấy đã là 500 rồi, chắc bây giờ phải 700. Trời ơi, thử tưởng tượng nhá. Bạn nhà ngay gần đấy đi bộ 20 mét ra đến tới nhà hát lớn, không phải gửi xe. Thượng đẳng chưa? Thượng đẳng chưa? Quá thượng đẳng đi, trời ơi. Mà thích cái mới thích cái vóng gì? Về nhà lấy xe đi cũng được, không phải gửi xe luôn. Ô, nó gọi là sự thượng đẳng khi nhà bạn gần trung tâm đấy các bạn. Trời ơi. Wow, Tiện dạ, đéo nhưng mà chịu thực sự được. mấy cái xe này nhá, gửi xe của này mỗi xe phải chắc là trăm Đấy, trăm rưỡi tao vừa nói tôi không phải giá nói với các xe bạn như đâu. này chắc Tết thu chục triệu nhỉ, lỉnh vậy. Mà nhìn như một dàn xe như này chắc Tết một ông gửi trông xe này chắc thu phải tầm chục triệu. Tết dịp làm giàu. Đấy. Uầy, thế đông đéo chịu được không nhỉ không? Đông không? Đông chưa? Holy moly, đông đéo chịu được ý. Mẹ cứ tôi cứ tưởng là đêm giao thừa tôi ra đấy tôi phải đứng một mình cơ đây. Dạ, đây. Đây, nhà hát lớn này, trung tâm Hải Phòng này. Wow. Ông tôi đi một mình, tôi đi một mình các bạn, tôi Trời đây ơi, là đêm người 30 đông. dù dịch bệnh nhưng vẫn đông vãi đái á. Ừ, cứ tưởng tôi ra đây đứng một mình cả nhưng không. Đông vãi, đài phun nước kìa, đài phun nước kìa. Ừ. Đấy, nhà hát lớn này. Bác Hồ kìa. Cháu chào bác ạ. Con chào chủ tịch ạ. Ui, đông vãi. Tôi tưởng tôi ra đây đứng, tôi tưởng đêm 30 kiểu dịch Hải Phòng bây giờ đang vùng đỏ các bạn. Nghĩa là dịch bệnh đang căng vãi đái ấy. Tưởng ra đứng một mình cơ nhưng không, đông vãi đái còn đéo đeo khẩu trang. Tôi thể tôi ra tôi quay tí vlog thôi mà tôi đái ra máu cái tôi sợ tôi bị lây, tôi thành F0. Ui, flexing tí ngồi trước tôi được được diễn ở trong nhạc lớn đấy. Trước đây thôi, giờ hết rồi. Qua lâu rồi. Đấy thấy chưa? Tôi tu lại cái nghe lại cái. Trước đây thôi, giờ hết rồi. Đấy, Qua lâu rồi. Ui, flexing tí ngồi trước tôi được được diễn ở trong nhạc lớn đấy. hồi tuổi thơ ấy tôi được diễn trong nhà hát lớn đấy các bạn. Kinh chưa, tôi được vào trong này rồi cô. Làm sao chúng mày tuổi gì? Ngày trước nhá, thời 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 còn hoàng kim ấy, thời chưa tã như bây giờ ấy, thời mà thân hình tao còn bác mang chưa 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 bác giới như bây giờ ấy. Uầy, tao được diễn trong nhà hát lớn thế nào, thế nào gì đây? Cảm ơn Uchiha nha, cảm ơn con nhạc đấy. Kinh chưa đấy mẹ, nhưng mà rất tiếc thời qua rồi lâu lắm rồi mẹ, chục Trước năm đây trước thôi, mẹ giờ rồi, hết rồi. buồn lắm, Qua lâu rồi, mời ơi. rất ghê gớm. Đấy. Đâu nhà còn gì nhà đây, nó tôi đi bộ quanh đây mà đây này. Trời ơi, đẹp chưa? Đến gần lại này. Đồ chơi. Tôi còn trẻ, tôi muốn đi chơi nhưng mà thôi, hết tiền rồi. Đây này. Trời ơi, đẹp vãi thề. Trời ơi. Các bạn không Đẹp biết nha, vãi. chỗ này ok từ từ có người. Địa điểm check in số 1. Cái đài phun nước này sửa rất nhiều lần, trước đây nó là một cái đài phun nước xong xung quanh nó là kiểu đá các kiểu ấy, đẹp lắm. Nhưng sau lại sửa thành vườn hoa, xong lại sửa thành đá, đâu xong lại sửa thành xong lại sửa thành đài phun nước, xong lại sửa thành vườn hoa. Thề các mấy ông quẹt ở Hải Phòng bị làm sao ấy, cứ kiểu như mỗi năm đổi một lần ấy, khó chịu thật ấy.
Holy moly. What? Đâu, anh sợ Covid phải đi thôi. Đấy. Đông không? Các bạn thấy đông không? Đêm 30 đấy các bạn. Trời ơi. Mà thấy mấy chỗ này nhá, hơi ác cảm một tí mấy chỗ của ăn uống kiểu buổi đêm này này. Thề em ước gì nhỉ, các anh chị làm mấy quán này ấy, anh chị ăn xong các anh kiểu như là xong xong đêm 30 ấy, các anh chị dọn, nhưng mà không, thường đéo ai dọn cả. Xong đấy mấy thằng mấy cô mấy bác quét mấy bác gọi là kiểu như gì nhỉ? Quét dọn thành phố ấy, lại phải ra dọn. Thề hơi cái này hơi ác cảm một tí, bẩn quá. Làm quán xá cũng phải có tí trách nhiệm chứ, ăn xong phải dọn chứ không, nhưng mà đéo dọn, nhìn ông nhìn cao nhìn bẩn không? Bẩn đéo chịu được luôn ý. Cảm ơn qua lừng nhé. Đồng vãi trưởng. Hơi khó nghe nhưng mà vui. Quay. Tôi không dám quay lâu bởi vì đông quá, tôi sợ bị giật điện thoại các bạn. Đây cầm, đấy giả dụ tôi cầm GoPro tôi gắn vào tay bẽ đi thì đéo sợ. Nhưng đây cầm mỗi cái gọi là tay cầm iPhone ấy, so với cái iPhone để quay. Chỉ sợ thằng nào đi qua nó à lê hoppa mất có mẹ điện thoại sao. Mẹ mà quả ai. Quả iPhone 13 Pro Max vợ mới mua cho bị giật mất thì buồn lắm. Ừ đấy, không không phải khoe, đây là nói các bạn về thông tin phải không? Tự nhiên quăng iPhone mẹ 120 GB của tôi bị giật mất thì có lẽ tôi cũng hơi trầm cảm không? Ừ, cho nên là thôi, mình cũng phải mẹ mày giữ lại một tí được không? Thề sợ lắm các bạn. Có gì không nhỉ? Ô, lâu không về hải. Uầy, thề ở đấy ở trước chỗ trung tâm hoặc vừa ngoài trung tâm ấy, nó có chỗ dịch vụ thuê mấy cái xe con quăng này. Tôi với con Linh hôm đấy cũng bảo nhau là trông vui vui mà. Ồ, là ê, mình thuê cái xe này xong mình lên đấy mình quay một vòng vlog đi. Ồ, hay đấy. Mẹ mày. Ra hỏi người ta, anh ơi em muốn thuê một cái xe em đi được không? Em nặng bao cân? Em 75, con này 6, con này 60. Anh ấy nhìn mình, anh chính xác luôn ấy, là anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt cô hồn không? Ánh mắt mẹ mày 2 phần thương hại, 10 phần thương hại. Em ơi, xe này chỉ hỗ trợ người dưới 50 kg thôi em ạ. Ồ, thông cảm hộ anh nhé. Thế dù mặc dù bọn tôi sẵn sàng trả thêm tiền để được quay một vòng bằng xe rồi, nhưng không, anh bảo là không em ạ, đây là cơ ngơi nhà anh em không được dùng đâu. Thôi thôi vậy. Ô, lâu không về Hải Phòng chỗ gì cả, khu vui chơi à, tôi đi qua xem. Mẹ thật cái quê vậy, đéo muốn xem, đéo xem này nhá, cái quê lắm ấy. Ừ, cậu nhìn cái phía trước không, đây tôi cho em xem nhá. Ui, trông sáng mấy, thú vị thật. Mà trách này. Đùa, người Hải Phòng quê từ chuẩn bị nhìn này. À không các bạn, nó là cây xăng. Ui quê vậy đấy. Thề lâu không về Hải Phòng, nhìn tưởng khu vui chơi. Đi mẹ mày, thề một cái cây xăng. Chỗ để bơm xăng có nhất thiết phải lắp đèn led không? Ơ kìa. Dùng đường xa khác gì khu vui chơi đâu. Mẹ mày quê đéo chịu được, mẹ mang tiếng mẹ mày Hải sống Hải Phòng hai mấy năm. Nhìn không có cây xăng với khu vui chơi, cú đéo chịu được thề. Đây, cây xăng ấy, thì tôi theo trong quan niệm của tôi ấy, nó chỉ nên là một không nên nổi đâu, nó có thể nổi không nên nổi quá phải không, trông mẹ đèn nét các kiểu khu vui chơi ấy, nó là cây xăng ấy. Là cây xăng Tuấn ơi, quê đéo chịu được. Holy fuck, chạy thôi đỡ quê à. Đâu vậy con? Đây là xong đi chán quá, đi nhiều chán các kiểu của Hải Phòng chỗ đấy ấy, phải ngồi uống mà tôi phải ngồi đúng mấy hôm đấy ấy, phải ngồi ăn các kiểu cơ, nhưng mà tôi sợ Covid nên tôi không ngồi ăn nữa. Tôi bảo Linh, ê Linh ơi, về lấy xe chở tao đi đi vòng quanh phố xá tí, thế là về hai đứa về lấy xe đi quanh quanh tỉnh. Linh đèo tôi quay đây. Trung tâm ấy, đây là bên Kỳ Đồng với trung tâm ấy. Đúng rồi mẹ. Thề quả đường hẹp vãi đái ra mà ô tô đỗ. Bây giờ nhá, chỉ có thêm một ô tô đỗ đi ngược chiều tắc mẹ đường. Đâu hai ô tô đi ngược chiều nhau tắc con mẹ đường luôn. Thề mấy quả này sợ không biết cái quả đường, các ông nào sống ở Hà Nội ấy, biết đường Lý Nam Đế không? Quả đường Lý Nam Đế. Mẹ quả đường chính xác là một ô tô là vừa. Mẹ xong hôm nào gặp hai ô tô đi ngược chiều nhau cái chết mẹ luôn. Cày vãi đái ấy. Đỗ xe đéo có tâm, đéo quả tim gì cả. Nếu mà tôi ấy, tôi thường ấy, mấy đường hẹp như này ấy, tôi sẽ đỗ xe ở chỗ đường lớn xong tôi đi bộ vào. Nếu ai sống đâu kiểu mẹ đường hẹp đỗ xe kiểu này khó chịu vãi. Đâu nhá, con gì nhá? Đây là hồ. Đây, hồ Tam Bạc đây. Đây hồ Tam Bạc này. Cái này hỏi sao quay không ạ?
mấy quán bar, thể mấy quán bar mở nhạc to vậy, tôi quậy thử không đoạn không biết xem không, đoạn này bị nhạc bản quyền, sợ đâu, sợ bản quyền lắm, đúng không? Trời ơi, đang quay video cứ nhạc bản quyền, sợ thế nhở? Thề đấy, cứ thế này hỏi sao quay không ăn ăn gậy. Mẹ mày quay, tôi sợ nhạc quay bà. Xem, tôi không nên xem tiếp nhở, mẹ đoạn nhiều nhạc bản quyền lắm. Thôi kệ đi, không sao, mẹ cũng cùng lắm, ăn một gậy kênh chưa gậy nào, mà ăn thêm gậy chả sao đâu. Đúng không, nên không sao, không sao. Bình thường người ta bảo dưới đây có thiên nga đấy, nhưng mà rất tiếc hình như hôm nay lạnh quá, thiên nga đi ngủ hết mẹ rồi các bạn. Ồ, bây giờ chỉ còn rác thôi, rác kìa. Rác đấy, ừ, trời ơi. Cũng tưởng có cảnh quay thiên nga các bạn ạ, nhưng không, thiên nga ngủ hết mẹ rồi. Thời tiết như tôi đang đi xe thì nó có một ý tưởng đấy là gì? Là Tuấn ơi, hình như là bên hồ Tam Bạc nó có cái gì nhỉ? Nó có thiên nga đấy. Ừ, như vừa nhập như chục con thiên nga về, thả hồ trông đẹp lắm. Ờ mẹ, ừ, đi ra xem thế nào? Ra xem mẹ, lạnh quá, đéo thiên nga đâu. Người ta bảo dưới đây có thiên nga đấy, nhưng mà rất tiếc hình như hôm nay lạnh quá, thiên nga đi ngủ hết mẹ rồi các bạn ạ. Ồ, bây giờ chỉ còn rác thôi, rác kìa. Rác đấy, ừ, trời ơi. Đấy, rác kìa, rác đấy. Mẹ, chẳng đéo chịu được. Đây, cây cầu được một công ty ở đây hiến tặng cho thành phố Hải Phòng này. Đấy, em công ty nào hiến tặng cho Hải Phòng ấy, em nên em có đóng góp như này. Là em thấy ở trước, từ từ. Em thấy ở trước trước cầu nó có hai con mãnh thú, nó đang gọi là gì nhỉ? Nó đang chấn yểm cây cầu này để gọi là phải phong thủy, đúng không? Theo em là không nên dùng mấy cái gọi là ngựa vẻ voi như này. Theo em là chúng ta nên khắc tượng con linh. Ừ. Em thấy là hình ảnh con đấy nó chấn yểm yêu ma tốt hơn mấy con ngựa này nhiều. Con đấy mẹ mày vong còn sợ nữa là người, nữa là ma. Đấy. Nên theo em là công ty này nên sửa mấy cái này thành đầu con linh, đâu thành người con linh là tốt nhất. Tí ở đây hiến tặng cho thành phố Hải Phòng. Đẹp vãi. Tí cho bạn xem con, mẹ tí cho bạn xem con linh buổi đêm mà mẹ. Cay vãi đái mẹ. Ui. Đêm đến mức cả lâu không về Hải Phòng phát triển thật sự. Cầu đẹp được, nhìn cầu nhìn cầu đẹp không? Holy moly. Wow. Đẹp nhưng mà lạnh quá, gió lùa. Ôi trời ơi, cài cúc áo cái. Trời ơi. Trời ơi, đây kìa, khu nhà giàu mà nguy paradise. Chắc còn phải làm một căn. Này nó thông tin cái mẹ sau Tết có Linh định làm căn bên này. Không phải tôi, Linh có Linh. Thì cầu gì nhỉ? Cầu An Dương đúng không? Cầu An Dương. Wow. Sắp tới Hải Phòng này, thành phố những cái. Tôi không quay tiếp đoạn sau nha, đoạn sau có một cái clip đó, đoạn sau hình như đăng cái máy không nhỉ? Chỗ sau chỗ này là cái chùa gì nhỉ, quên mất cái chỗ đâu phải cái chùa gọi là cái đền cái gì, tôi quên mất cái gì, nó nên quay phong thủy cho nên không nên quay với chỗ đấy nhá, nên tôi tính các bạn cái gì thì wow. Mẹ mày đem bao thừa đi một vòng trung tâm. Wow. Racing boy music. Dừng. Đoạn sau chúng ta không xem, bởi vì sao? Đoạn sau hôm cái bạn nghe Tết ấy thì nói là cái này bác của Linh nó là một người gọi là có chức gọi là cũng gọi là cao, khá cao, rất cao trong gọi bộ máy kiểu cậu quẻ chính quyền các kiểu công an ấy. Ừ. Thế hôm Tết hôm nay thì có cái màng đấy là con Linh gì nhỉ, đến nhà con Linh xong thấy bác đánh piano thì con Linh nó trong đấy nó có thở ra một câu khá hay, đấy là gì? Đấy là cô nàng đánh đàn. Thì sau đây nó mồm nói câu đấy cho nên là tôi cắt đặt ID ở mẹ con mất dậy. May là bác ấy cũng già rồi, bác ấy không nhớ mấy cái đấy đâu, bác không hiểu mấy cái đấy không. Mẹ mày hai đứa ăn lồn, mẹ mày cay đéo chịu được. Thề cú mày. Đoạn sau nói câu đấy thôi, cắt đặt đi nhá, không mà mẹ hơi phản cảm quá. Đây là tượng nữ tướng Lê Chân này. Wow. Nhà tôi thì không đi chùa, nhà tôi không Tết cũng như sợ dịch bệnh với cả cũng ngại mấy chỗ đông người nên không đi chùa. Cho nên là nhà tôi chỉ thắp hương ở đây thôi, là lên đây để tiền cúng ở đây này, xong rồi xuống thắp nén hương đấy thôi. Chỗ ấy thiêng lắm nên người ta Tết cũng dường như nhà nào cũng đến đây gọi là thắp hương, nó kiểu wow. Đấy. Không đúng không nên quay chết mẹ hơi cái bảo không cho xem đấy. À, nhà tôi có một cái gọi là bể thủy sinh. Mặc dù về được nghe mẹ bảo là ui con ơi, bể thủy sinh này mà sinh động lắm, kiểu như là các nó như kiểu một môi trường sống tự nhiên trong tay mình ấy. Ừ, nghe vui lắm, nhưng mà nhìn vào bể chết mẹ một con cá ở đây, cá chết mẹ rồi. Ô kìa. Môi trường tự nhiên quá thể đấy, chết có thật luôn à? Chết luôn. Buồn vãi đấy. Rất buồn. Mẹ. Đây, đấy hai đen tôi nhớ. Để đây coi đi chỗ nào đâu cái nào ở đây cái này. Đây đúng không? Không nghe tiếng gì không?
Không nghe thấy gì không? Thứ nhất tiếng gáy tôi biết rồi, nhưng mà biết thứ hai thì tiếng gáy thì tính sau nhá. Cái phần tiếng gáy tính sau. Các bạn nghe tiếng gì không? Tiếng chuông nhà thờ. Nhà tôi cứ tầm, cái nhà ấy gần nhà thờ, cho nên là cứ tầm 6 giờ sáng hay 5, 4, 5, 5 giờ sáng ấy là nhà thờ đánh chuông. Đéo cần báo thức luôn, cứ 4, 5 giờ sáng. Con hay nhà thờ hay là mẹ nhà chùa đấy, con dậy cả nhà mẹ luôn. Đéo cần báo thức báo thủng gì. Còn về tiếng gáy ở đây, mẹ bố đút cái tắc mồm mày. Từ từ chờ tí. Ok à. Cảm ơn Kuro nhé. Tiếng gáy không rõ ở đây. Thôi dừng ngay mình clip này đi. Không biết ai, không biết ai không? Không biết ai không? Có biết ai gáy không? Đố không biết, biết ai gáy không? Mẹ không nghe tiếng ai gáy không? Bật mắc tiếng đi nhá, 125% này. Mẹ thế. Như xẻ gỗ. Tôi mẹ bây giờ đi tầm cứ quay cái này lúc 4 giờ sáng tôi đéo ngủ được các bạn. Fuck. I'm gonna die. Holy shit. Đi có mẹ mày có linh cay vãi luôn. Đi mẹ mày cái giường to vãi luôn. Đéo nào mà đi cũng ép ra một tường. Mà tường lạnh đéo chịu được. Lưng tôi sát tường. Mẹ trời đất ơi. Mẹ mày nó kéo hết trăng. Mẹ mày lạnh. Lạnh thôi rồi lỡ mày nó còn kéo gỗ nữa. Mẹ mày cả đêm mới từng đéo ngủ được các bạn. Kể đêm giao thừa đấy. Trời ơi. Mẹ mày đi cả đêm 30 mệt lã hồng chơi chỉ muốn ngủ thôi. Mẹ nó ngủ được vừa một phát kéo gỗ phát đẩy vào tường. Mẹ mày trời đất ơi không ngủ được con vong nữ. Mẹ mày nó xúc vào mồm mày, tại cọp đấy bảo tao mất, tao còn đủ sức tao đốt cái tắc mồm mày Linh ạ. Cú ai đấy ạ. Mặc lờn. Đấy, đến trong sáng đấy đi, đấy, đi đi. Ui thầy đẹp đấy. Sáng mùng 1 đéo ai làm gì cả. Đẹp quá nhưng đều đoạn sau nhưng có mấy câu chuyện hơi phản cảm tôi nói chuyện con Linh. Đây. Bạn nào mà ở khu vực nhà hát lớn thì các bạn sẽ biết được một điều đấy là mẹ đâu bạn nào ở nhà hát lớn ấy thì tôi xin bảo các bạn là bạn nhà nào vô duyên thế, nghe kỹ nhá. Mực 7 nhá, nghe tiếng gì không? Khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân đi nhà mày mùng một Tết anh ơi. Mùng 1 Tết ngày đầu năm mới anh mở bài mẹ mình xuân này con không về. Trời, mẹ lại còn remix. Mẹ đấm liên tục vào mồm mẹ thề. Giữa mùng 1 Tết mẹ nhà nhà đang trong không khí đón Tết. Ồ, chúc Tết nhau, nói lời hay ý đẹp. Bạc. Úi giời ơi. Khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân giữa nhà hát lớn luôn. Anh đỉnh quá, anh là số 1 100. Cày vậy. Sao anh ngủ thì mẹ chuyện bình thường mà các bạn ơi kìa. Cái việc mà kịp đẹp mày. Trời ơi mẹ mày. Bọn tôi ngủ, bọn tôi gọi là đấy gọi không phải nói hơi câu hơi phản cảm mà thôi mày không phải ngủ nghe nhá, đây ngủ cùng nhau ấy. Bọn tôi làm từ hồi còn bé tí rồi các bạn. Trời ơi mẹ có đéo mà kia đầy nhà lớn lúc buổi sáng này. Đẹp chưa? Mẹ thề đang quay gạt nhập sang lúc slow motion thành ngày được được để trang vãi. Tôi ngạn thề tôi buồn vãi. Đang quay ấy. Buổi nhìn buổi sáng đẹp không? Buổi sáng là đéo đéo ai không có người nào. Ui đẹp vậy. Sáng mùng 1. Trời ơi vắng tanh vắng ngắt luôn. Thế sao để quay sợ lợi gác nhầm nút slow motion cay vãi tuần đi bé thề. Điện thoại thể thao để quả đang quay có phần gác slow motion gác nhầm. Vợ chú đầu à? Bảo các bạn rồi, vợ tôi F1. Ép vợ tôi F1 xong bị phải bị cách ly. Trời ơi. Mang tiếng là về quê ăn Tết cùng nhau mà khác gì yêu xa đâu. Mẹ khổ đéo chịu được. F1 thì tôi bảo bạn từ đầu Tết mà. Không được không đến gần người khác.
Đấy, mẹ để đầu kiểu đầu năm đẹp mà thấy sao sao trên mạng người ta quảng cáo iPhone quay nét lắm mà tao quay quay đeo hơi nét nhỉ, hay tao không biết quay nhỉ, hỏi tí trên mạng cũng như từ, mẹ cũng nhìn người ta mấy cái gọi là camera phúc tế của người ta sample ấy, ừ, người ta quay đẹp vãi nét căng như máy ảnh ấy, nhưng tôi quay nó cứ mờ 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 nhỉ, tại sao thế, lại thế nhỉ, ồ hay tôi không biết quay nhỉ, chắc tôi không biết quay đấy chứ, mẹ không thể lừa đảo người ta như thế được. Đẹp nhưng mà cũng đường cũng đéo, nó quá đẹp nhỉ, đẹp thật, chắc nghỉ hưu về Hải Phòng chứ. Vài người thưa thớt, úi giời. Để quả sớm một sự nghe phản nghe nghe cay trông trông quay cay nhỉ, cay xin mà đấy Tuân ạ. Đây rất là có gì nhỉ, có gì đâu cuối cái gì đấy, ô hết rồi, hết rồi đấy, 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 còn gì không nhỉ. Nhưng mình hết đấy, bữa ăn ngày Tết mẹ công cứ hỏi tại sao mẹ mình Tết tôi bị táo bón, các bạn nhìn này, bữa ăn ngày Tết nhá, lừa ngỗng hun khói, bò bê đâu làm giò bê, thịt nguội, sau trong này nữa là thịt lợn muối, ui rồi mẹ mày Tết ăn nữa đống này, mẹ mày ăn đến mức mẹ táo bón luôn ý, nhiều nhiều đạm quá thề bị gút mẹ luôn ý, trời ơi chết mẹ mất ngán đéo chịu được, nhưng mà mẹ ăn nốt mua nhiều quá thở oxy luôn ấy.